Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ quay video về anh em sai rồi. Mình sẽ quay video về cái nhà của mình. Mình đã chuyển trọ được vài tháng. Tuy nhiên hôm nay vẫn có thời gian để quay video về khu trọ cho mình, cho anh em xem. Nhân tiện làm buổi party gọi anh em bên chỗ công ty, bên nhà trọ cũ trước mình quay nhà mới của anh em. Sang đây ăn party. Rồi, anh em đã đến đây rồi. Rất nhanh. Một tập đoàn siêu xe đã đến đây rồi. Xin mời các chủ tịch. Nhanh thế nhở, chưa chuẩn bị xong là sang nơi nhở, khác nhở? Đi trước chứ. Đâu hết rồi. Tụ. Cái gì mà ăn đi đấy. Cho gọn gọn bên này mới nhở, sang bên này. Đây, đây đất nhà mình luôn. Đây. Chợ lên người ta oảnh cho, chợ phát lao chưa. Đồ đã chuẩn bị đồ được gì đâu. Ừ. Anh em vào ngồi tạm tạm mà. Mất xí nhỉ. Xong chưa chị ơi? Thì có gì đâu, đồ đạc trên này vừa chuẩn bị được cái ít xương xương tí tí thôi. Chẳng chả có gì. Ít xương với thịt đặt vặt thôi. Chung là chả có gì thì rồi anh em sang. Không được bắt to à? Ừ, thầy bao lấy bà to. Bắt con chứ. Toàn gì vậy? Thiếu bà ăn à? Ờ. Thế là đói rồi đấy. Ờ, anh em... đói rồi. Xem đũa điếc phát cho anh em mọi người gãi đi được à? Đúng rồi anh ạ, đến là đã ấy mà. Từ hai bên kia hai thằng Việt Nam. Trên góc kia hai thằng Việt Nam. Đấy, bảo góc kia, Đức cứ bảo phòng bên cạnh. Cảnh nào? Đức nó biết nhà anh đâu đâu mà cạnh này góc đúng mấy thằng ở trên mình gặp đấy hồi lâu ngày gọi là chuyển ra vài tháng rồi, hôm nay mới có cơ hội mời các anh em sang ăn bữa lẩu đó cải. Thì gì nhỉ, nhân nhiều sự kiện này bão bùng nó đi qua không uống cà ăn đấy, anh em ta không uống cà ăn ngồi làm ly cho nó ấm áp rồi. Cái ác quá nhỉ, anh thằng một cốc rồi còn đâu chú, anh nhờ chú hết. Anh em mình cổ phần với nhau thôi. Đó, tiếc một đây cái cháu chẳng ngồi thăm anh em được cùng ở cùng nhà mới với anh em nó sướng ở với góc chuột chảy này thì rồi thịt tha ít anh em ăn rau thịt nhiều quá rồi nay mời anh em bữa rau cho nó cân bằng dinh dưỡng. Mình sẽ quay lại cái cảnh đoạn ở ngoài của cái nhà. Thì nhìn ngoài thì rất là cũ rồi, cái nhà này nó được xây cách đây 40 năm rồi. Nhìn rất là cũ nhưng so với ở Việt Nam mình thì mình thấy vẫn còn ok. Bây giờ sẽ đi vào trong nhà chút, anh em thì đã xong bữa tiệc rồi. Đây các bạn. Đây đầu tiên vào thì nó chỉ hành lang nó bé thôi thôi. Đây là cái tủ để giày, đồ để giày nhé. Cũng có ngăn cửa kéo hai bên. Có thể đựng được khá là nhiều giày nhé. Vào trong nhà thì cái nhà này có diện tích là 34,7 m2 gì đấy, gần 35 m2, thì có giá là 30,000, có thể nói là một trong những cái khu nhà trọ có thể là rẻ nhất ở khu vực này, và ở trên toàn nước Nhật thì cũng gần như là thế. Thì 34-35 m2 và 30,000 thì khoảng tầm hơn 6 triệu tiền Việt Nam đồng. So với ở Việt Nam thì nó cũng rất là ok. Mình mới vào thuê thì người ta đã dán lại hết cho cái bờ tường rồi, cái trần nhà người ta sẽ làm lại mới hết cho mình thôi. Đây bên này là có một cái tủ đựng đồ, mình sẽ để mấy cái đồ ba lô và chắn chiếu ở phía dưới ba lô bên trên cho nó gọn. Đây thì cái phòng này có diện tích là 6 chiếu. Sau chia theo người Nhật người ta quy định thì theo chiếu. Đồ đạc này thì cái lò vi sóng và cái nồi cơm, khi mình chuyển đến đây thì công ty cũng cho mình. Quạt kia thì công ty cũng cho. Điều hòa này thì là có sẵn ở cái nhà này luôn, có điều hòa luôn. Đấy, bàn ghế này thì cũng là công ty cho, nên là cái phòng là 6 chiếu. Giờ sẽ đi vào cái phòng bếp, khu bếp vệ sinh, nhà tắm. Thì đây là toàn bộ cái khu bếp vệ sinh nhà tắm. Đấy thì cái nhà mình đến thuê thì có trước cái bếp ga này,
đó cũng còn rất là mới. Thì theo người chủ cho thuê thì người ta bảo là trước đây cái người thuê trước người ta để đổi cái bếp này mới về, nhưng khi đi thì người ta không mang đi, thì vẫn còn rất là mới dùng ok. Còn cái tủ lạnh với mấy đồ khác là công ty cho mình hết, một bác trong công ty cho mình hết. Tủ lạnh này còn rất là dùng rất là ngon, đựng được khá là nhiều đồ. Còn trong này là cái khu vệ sinh. Khu vệ sinh nó cũng về nhà cũ rồi nên là cái bồn vệ sinh nó thế hệ cũ chứ không có như những thế hệ mới bây giờ, là có thể là chế độ sưởi ấm để khi ngồi mùa đông có thể ấm. Nhưng cái này thì nó chế độ cũ vẫn như ở Việt Nam mình, cũng không sao, Việt Nam mình dùng mãi đâu cũng không vấn đề gì. Đấy, bát đũa tất cả thứ đây là cũng là một bác ở trong công ty cho mình hết. Ở đây là cái khu bồn vệ sinh bát này thì nó cũng khá là bé, không to lắm. Có cả cái bình để nước nóng khi mà mùa đông trời rét thì bật nước nóng đây để cho nó có nước ấm ra để rửa bát các thứ. Thì son chảo này thì cũng là mình lấy ở công ty, mình mua vài thứ lặt vặt những cái chảo đó thôi. Còn bên này là đến khu vệ sinh, ở đến khu tắm rửa mặt mũi đây. Thì cái này cũng là theo cái nhà cũ ngày xưa nên là không có chế độ nước ấm ở đấy để rửa mặt, thì đành phải rửa trong cái bồn kia lúc nãy. Còn đây là cái máy giặt này cũng là máy giặt Sanyo 5 cân của một bác công ty cho luôn. Bác này cho tất cả các cái đồ kia cùng cả cái máy giặt này. Còn trong này là cái khu nhà tắm này thì có bồn ngâm nước nóng, và cái nhà cũ thế hệ cũ ngày xưa nên cái nhà này nó không có vòi hoa sen, hơi bất tiện một chút. Nhưng mà mình thấy cũng không sao, vì ở Việt Nam mình đi thuê nhà thì cũng không vấn đề gì, cũng tắm bằng chậu thau cũng không vấn đề gì, cũng thấy ổn. Như chỗ này hơi chật một chút nên hôm qua anh em vừa mới party xong rồi đang để tạm giấy với lại ni lông, ngày mai mới có vứt rác mới vứt được các bạn. Cái nền gỗ này thì là lúc mình mỗi bàn thuê người ta cũng làm lại nền gỗ mới cho mình. Còn trước đây thì mình cũng không biết nó như thế nào, lúc vào thấy họ đang còn làm, nó còn úp lại cái nền này. Bên này là một cái phòng bằng diện tích như phòng này, cũng 6 chiếu như thế này. Nên mình để là chúng làm phòng ngủ. Đây thì đã còn để hơi bừa bộn một chút. Bên này là cái phòng ngủ, mình cũng che cái chăn màn thừa nhiều, công ty cho nhiều thì mình che cái cửa kính lại, cửa sổ lại để nó đỡ chói, sáng mai ngủ đỡ chói mắt. Đấy, còn tận dụng bên này là phòng ngủ, bên này là phòng ăn uống tiếp khách. Nhưng hôm qua anh em đến đây chơi thì có ngồi đây. Đây là mình quay lại vòng cho anh em xem. Tổng diện tích là 35m, 35m², giá chỉ có 3 man. 3 man thì ở bên này là có thể là rẻ nhất, nhưng mà so với Việt Nam thì tầm giá 3 man tầm hơn 6 triệu thì có thể thuê cả chung cư để ở rồi. Đây rất là có sự chênh lệch rất lớn. Ở trên này có tiếp một cái ngăn gác ở trên này nữa để đồ, nhưng mà mình ít đồ nên là cũng không có gì để trên này hết. Trong phòng ngủ cũng có một cái gác như thế này đó để đồ lên trên, nhưng mà ít đồ nên là cũng không vấn đề gì lắm, không để hết. Và xin mình xin cảm ơn bạn theo dõi video, mình xin kết thúc video tại đây. I'm walking alone, the streets are empty, the only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step, the clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight.
cha.